Dạ vâng, tôi đến ngay đây ạ. Cái gì vậy? Này, mày vừa đụng vào người tao đấy à? Em cái gì? Mày có biết bộ đồ tao mặc trị giá bao nhiêu tiền không? Mà cái loại nghèo hèn bẩn thỉu như mày dám đụng vào, hả? Em xin lỗi chị. Đang bực mình để gặp phải cái thứ xui xẻo. Tao tha cho mày đấy nhá. Chị ơi. Cái con điên này,
còn chuyện gì nữa vậy? Sao mày phiền phức nhở? Mày muốn ăn đòn phải không? Có phải chị mới là dây vì đúng không ạ? Ơ, đúng rồi, của tao. À, chị tìm mãi. Chị thử kiểm tra xem có thiếu gì không ạ? Ừ, không mất gì cả. Sáng nay em nhặt được ở đây. Em nghĩ là kiểu gì chị cũng quay lại tìm, nên là em ngồi đây đợi mãi đấy ạ. May quá, cuối cùng chị cũng quay lại. Ừ, em đợi chị từ sáng đến giờ luôn hả? Mấy tiếng rồi đấy. Chị xin lỗi nhá, vì vừa rồi chị đã nổi nóng với em. Tại mất ví chị buồn quá nên chị không giữ được bình tĩnh. Không sao đâu ạ. À, đây, chị cho em ít tiền, coi như là em đã giữ ví giúp chị. Em không lấy đâu ạ. Tại em ngồi đây đợi chị cho nên em không đi làm được. Em cứ cầm lấy đi, coi như là chị trả công cho em. Dạ, em cảm ơn, nhưng mà em không nhận được đâu chị ạ. Mẹ em từng dạy là đói cho sạch, rách cho thơm. Em cảm ơn chị. Bây giờ em có việc rồi, em phải đi đây. Mì tôm ngan á? Không ạ, mì tôm không thôi. Anh cho em mình mì với nước dùng là được rồi. Được rồi, ra kêu ngoài đi. Mùi hôi thế này thì ăn làm sao được chứ? Ăn mất cả ngon. Chẳng hiểu sao cái quán này lại có thể cho cái loại người này vào đây được. Chủ quán, anh dùng thêm gì ạ? Sao quán lại để cho mấy cái đứa mà bẩn bẩn mà nhặt rác vào ngồi này em? Như thế vừa hôi mà lại nhìn bẩn mắt, ăn làm sao mà ngon được? Đuổi đi em ơi. Lần sau ấy mà còn như này là tôi không vào đây tôi ăn nữa đâu. Này, nghe thấy rồi chứ? Giang này ngồi. Ngồi đi ăn đi. Này, ăn đi. Đi ra quán cà phê uống cho mát, ngồi nóng quá. Xem tính toán tiền đi. Tí ngồi nghỉ tí đã, vừa ăn sau. Anh ơi, chưa em xin ít tiền. Đi chỗ khác đi. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, ăn mất cả ngon. Mấy ngày nay em chưa ăn gì rồi. Ai cho em xin ít tiền? Cút. Cút đi. Bạn ơi, ngồi xuống đây đi. Chưa ăn gì đúng không? Vâng. Anh ơi. Gì đây? Anh làm cho bạn này một bát bún ngan nhá.
Được rồi. Anh cho em gửi tiền luôn bớt, cả bát mì của em nữa. Cả bát mì tôm với cả bát bún ngan là 40.000. Đợi tí. Tôi chỉ còn một ít tiền này thôi, cậu cầm lấy đi. Thôi, chị cho tôi bún rồi, còn tiền tôi không dám nhận đâu. Có gì đâu mà không dám nhận, anh cứ cầm lấy đi. Nhưng chị cũng đang làm công việc vất vả mà. Đúng là bây giờ tôi cũng đang đi nhặt ve chai, nhưng mà ít ra tôi còn may mắn hơn cậu. Thôi, lá lành đùm lá rách, cậu cứ cầm lấy cho tôi vui. Bây giờ tôi phải đi làm đây, cậu ở lại ăn vui vẻ nhá. Vâng, cảm ơn chị. Chị tốt quá. Không có gì đâu mà. Tôi đi nhá.